thêm một phần nữa các em hơi khó thêm một chút nữa đó, tức là cái thể bị động, le passif và le verb. Thể bị động ví dụ như các động từ thì muốn dùng thể bị động ta sẽ có verb và être với các cái participe passé của những cái động từ đó. Đầu tiên cái điều kiện đó là phải là có sujet có verb với một cái COD, nghĩa là chỉ những động từ nào có COD đó mới có thể chuyển sang thể bị động. Cái này là có khác tiếng Anh đó. Tiếng Anh cô thấy có những cái có COI mà vẫn có thể chuyển bị động, tiếng Pháp thì tuyệt đối là không. Rồi ta sẽ đổi như thế nào? Ví dụ như câu bình thường là có sujet, có verb mà có COD thì ta sẽ đảo ngược lại, COD đưa ra trước. Cái sujet apparent tức là sujet giả đó, apparent là nhìn bề ngoài thấy nó đứng đầu câu, mình tưởng nó là sujet. Còn cái sujet này thì đưa ra sau. Ta gọi là complement d'argent, bộ ngữ. Rồi giữa đó mình có xen một chữ bạc là bởi đó. Còn động từ thì như thế nào? Chắc chắn mình phải có dùng động từ être với lại là participe passé du verbe conjugué, tức là quá khứ phân từ của động từ được chia ở đây. Yêu cầu là verbe être và verbe trên đây được chia cùng một thì với nhau. Đó. Rồi bây giờ cô làm một cái ví dụ đơn giản. Le directeur modernise la société. Động từ modernise là hiện đại hóa. Ông giám đốc hiện đại hóa cái công ty. Thì tất nhiên mình có một sujet, một verb và đây là một complement. Rồi ở đây ta đã có thì hiện tại, có tăng present. Thì ta phải lấy verb và être đó cùng một thì với động từ đang chia. Tức là ta để động từ être vào tăng present. Và cái participe passé của động từ được dùng ở đây, ta có động từ modernise. Tại lấy participe passé của nó là modernise. Rồi ta còn phải chú ý la société, một từ giống cái, thì cái participe passé này nó ắt con, giống như khi ta chia một động từ vào tăng passé composé đó. Như vậy thì chữ này modernise, ta thêm cái muet cho nó ắt con với chữ la société. Rồi cô đến cái câu ví dụ kế tiếp đây, cùng một động từ đó nhưng mà ta lấy vào tăng passé composé. Le directeur a modernisé la société. Ông giám đốc đã hiện đại hóa công ty. Thì bây giờ cái câu đây, câu gốc đang để vào tăng passé composé thì verb và être cũng phải để vào passé composé. Cái chữ AET tức là verb và être. Còn cái phần sau đây mới là participe passé của động từ mà ta muốn chia. La société a été modernisée par le directeur. Và cô xuống câu cuối. Le directeur modernisera sẽ hiện đại hóa. Đang để cái này vào tăng phi tuyên. Sẽ hiện đại hóa công ty. Thì ta cũng phải làm cái câu đổi sang cái form passé và câu gốc người ta cho mình thì tương lai, thì mình làm lại cái câu của mình cũng thì tương lai, nghĩa là ta lấy động từ être cùng thì với cái động từ đang được chia trong câu gốc. Người ta có thì tương lai, mình lấy verb và être vào tương lai. Sera la société sera modernisée par le directeur. Đó. Ngoài ra đó, mình còn phải chú ý một cái điều nữa là có những em thắc mắc nói rằng như vậy rồi lỡ những cái động từ mà nó được quy định là chia với trợ động từ S rằng trong cái tăng passé composé rồi nó làm sao? Thật sự không bao giờ có sự trùng lấp đó, tại vì những động từ mà được quy định chia với S rồi đó trong tăng passé composé là những động từ không có COD. Còn ở đây là những động từ có COD, nếu mà tăng passé composé của nó là nó đã chia với trợ động từ avoir rồi. Do đó ta không bao giờ nhầm lẫn cái này là form passive, chứ không bao giờ nhầm lẫn tượng nó là tăng passé composé. Và ví dụ như câu đây đó. Ngoài ra thì cô muốn nhắc thêm một cái nữa là chỉ những cái COD đó thì mới có thể chuyển sang cái form passive, chứ COI thì ta không bao giờ. Bây giờ ta có những động từ nó vừa có COD vừa có COI rồi làm sao? Ví dụ như là đây cô lấy động từ offrir.
dân tặng tặng cái gì cho một người nào. Mình có đây một COD và một COI. Mon ami m'offre ce bouquet. Bạn tôi tặng cho tôi cái bó hoa này. Thì cái này mới là cái COD nè. Chứ còn chữ mơ này là COI đó. Cô thấy trong tiếng Anh thì là tôi được tặng bó hoa. Nhưng mà tiếng Pháp thì không. Bó hoa này được tặng cho tôi. Ta sẽ đổi ra. Ce bouquet. Bó hoa này được tặng cho tôi bởi bạn tôi. Về cái vị trí của các cái pronoun mơ tơ sơ gì đó, đó, nếu mà ta gặp cái cấu trúc mà vừa có một auxilia vừa có một particip passé thì pronoun nó nằm trước auxilia. À, và ở đây đó, sơ bouquet, chủ từ này là từ giống đực, thì cái particip passé offert ta để giống đực,